giờ nấu đồ ăn đút cho nó ăn. Ủa đây có ba mẹ con ha? Có ba mẹ con anh. Rồi chồng mình đâu? Chồng nó có vợ mới rồi, vợ khác rồi, đang ở trên Bình Dương á. Là hai vợ chồng ly hôn hả? Dạ. Ôi giời, bé này mấy tuổi rồi? Dạ 5 tuổi. Ờ. Nó một mùa gió lớn. Mùa gián lớn hả? Dạ. Nó xí mệt, ôi xí mệt đâu. Không mệt. Đào à. Cái lạnh á. Rồi bé này được mấy tuổi rồi hơn? Dạ 3 tuổi, học mùa giáo nhỏ. 3 tuổi học mùa giáo nhỏ. Bữa nay có đi bán không? Dạ có, mới đi về. Mới đi về hả? Dạ. À, đây là cái hoàn cảnh mà cách đây vài tháng trước em có quay anh Tâm. Ừ. Thì do là bé Hương là giống như là bị gia đình chồng hất hủi. Rồi giống như là mẹ chồng có tác động nữa. Rồi giống như là kêu chồng của em Hương á là bỏ em Hương đi. Trời ơi trời trời. Rồi về đằng là lấy vợ mới. À. Đó cái câu chuyện nó rất là bi đát vậy đó. Có nghĩa là bà mẹ chồng kêu bỏ về lấy vợ khác hả? Sao kỳ vậy? Không, lúc đó là giống như là mẹ chồng em không thích em á. Ừ. Ở trên đó thì hay là cãi nhau, ý là mẹ chồng không thích em hay là xua đuổi á. Mà em có làm gì ra lỗi lầm gì mẹ chồng không thích không? Dạ không, tại mẹ chồng thấy mình nghèo quá chắc không thích mình á gì á, kiếm cớ đuổi gì không à. Anh nói thiệt là bình thường là em có dạng như là lười làm không? Dạ không. À, bình thường em làm công việc gì? Dạ em thì hồi trước em ở chỗ Bình Dương thì làm cạo cao su mà em không biết cạo. Thì em đi theo chồng cái gì nhắc mũ đất á. Ừ. Dạ. Còn bây giờ? Dạ bây giờ em xin bán giấy số. Ừ, bán số anh thấy có túi mình sao đó ha. Dạ. Bán mới đi bán về hả? Dạ. À, bán rồi ở nhà cơm nước nhà quay rồi sao? Dạ thì em về em tự nấu. Trời ơi. Cưng quá ha. À, thì sáng thì 7 giờ thì em chở mấy đứa nhỏ thì đi học. Ừ. Còn 10 giờ thì em rước bé về. Giống như hiện tại bây giờ em là một mình nuôi hai đứa. Dạ, hai đứa. Em nhìn nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em sinh năm 98, 25 tuổi. Thì còn quá trẻ luôn rồi. Một người mẹ đơn thân quá trẻ nuôi hai con nhỏ. Là em với chồng bây giờ là hiện tại là chính thức là đã ly hôn chưa? Dạ không, cái đó là hồi trước em không có cưới hỏi, không có kết hôn luôn. Ừ, giống như giờ là không có sống chung nữa, mình em đây đi ha. Dạ. Chồng giờ có vợ khác chưa? Dạ có, cặp người già. Bà... Sao biết cặp với người già trời? Không, bà đó lớn tuổi hơn. Lớn tuổi hơn chồng em hả? Dạ. À. Mà có giàu hơn em không? Dạ giàu. Có từng gọi điện á. Ừ. Vợ của anh có từng gọi điện cho em. Ê, hay là mình ra mà trước đi, mình ngồi cho nó mát được không? Ha? Được, dạ được. À, mình ra mà trước nhà đi. Dạ. À, trời ơi, nhà của chúng chị, nhà đúng không rồi. Có cái gì hết trơn. Ừ. Ủa, rồi ở đây là bữa giờ như chồng em có gọi em về không Hương? Gọi không. Về hay hỏi thăm mấy đứa con không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. À. Rồi không có chu cấp tiền gì cho mấy bé không? Dạ không, tại không có kết hôn á. Ồ. Nên anh bỏ đi mất tiền luôn. Rồi tự bán số tự lo luôn. Dạ. Em cũng lúc tội bỏ à. Em lúc mang bầu được 5 tháng rồi. Bỏ lúc mang bầu 5 tháng hả? Dạ. Ừ. Đi, mình ra trước đi. Dạ, trước đi. Thoáng đi. Anh thấy ở nhà giờ... Dừng tre nè, dừng tre. Mình tre bây giờ kiếm hơi bị hiếm à. Ờ, nhà không có gì mà quý giá hết trơn của chính chị. Con trai làm gì con trai? Đi, em ra trước đi. Trời ơi, đang học hả? Đi, đâu, đi gà trước đi. Mà nãy đi nè. Nghe cái gì vậy? Coi phía trước nhà của em gái nè. À, nhà lá nha. Này cũng kiếm những cái khung cảnh như thế này cũng hơi bị hiếm á. Rồi bây giờ buôn bán gì đã không em? Dạ, cũng tạm ổn tại em bắn trúng. Hả? Nó có trả lời câu đó không ta? Bán cái số trúng á hả? Ý là hồi trước cũng bán chậm, giờ nhờ được bán trúng người ta cũng mua ủng hộ. Ồ, vậy là dạ. Bữa nay là mấy bữa giờ là bán vé số là có người trúng số luôn. Dạ, cũng có người trúng. Giỏi vậy ta, bán vé số mà có người trúng là coi như là may mắn lắm luôn á. Dạ, tại hơn. Trúng giải gì em? Giải 30 triệu á. Ghê hả? 30 triệu hả? Dạ. À, em kể là cái câu chuyện mà giữa giờ chồng em đã đối xử em ra sao cho quý khán giả biết đi. Tại giờ nói chung là tụi anh nay quay lại khi cái câu chuyện nó đã lâu rồi á. Rồi... Dạ. Cũng giống như mọi người cũng hơi quên đó. Thì em kể lại cái lúc mà em bị gia chồng em ăn hiếp em làm sao đi. Không, chồng thì không có ăn hiếp. Nhưng mà là mẹ chồng á. Chồng thì thương yêu dữ lắm. Dạ. Chồng thì cũng thương yêu em. Nhưng mà kiểu mà hiếu thảo với mẹ quá. Nghe lời mẹ thì bỏ em luôn rồi. Có nghĩa là chồng bây giờ lấy vợ khác mà lớn tuổi hơn hả? Dạ, nhưng mà người ta giàu. Giàu có.
nhưng mà hồi xưa là bà mẹ chồng là chê em nghèo hay sao? Dạ em cũng không biết nữa, hồi trước thì vô có cưới vô hỏi nhưng mà thấy nhà nghèo quá gì á là lúc đó là nghỉ cưới luôn, là thay đổi ý kiến là nghỉ cưới. Về xuống đây á, cũng có xuống đây. Bé này đã tên Hương phải không? Dạ. Như là Hương là người Khmer phải không? Dạ, em là người Khmer. Bây giờ là ở nhà bán vé số nuôi con vậy rồi đủ sống qua ngày không em? Dạ, cũng đủ sống, ngày cũng được 150-200. Ừ. Dạ. Có khi nào định là muốn lấy chồng nữa không? Dạ. Hả? Dạ, cũng... Lấy chồng thì không sợ, nhưng mà sợ người ta hành hạ con mình thôi. Giống như là kiểu là lo cho con, là sợ không người đến sao không thương con mình ha. Dạ đúng rồi. Thì thật sự á, thì cái câu chuyện của em á, lúc mà tụi anh đến ghi hình á, dạ. Thì em kể câu chuyện nghe rất là bức xúc về vấn đề chồng của bà và chồng của em. Dạ. Em kể là cái lúc thời điểm mà bà và chồng em đối xử em ra sao cho anh với quý khán giả nghe lại cái. Là hồi lúc đó thì em cũng có mang bầu, nhưng mà chồng thì đi làm hồ. À. Đi làm hồ thì ở nhà mẹ chồng thì đối xử không có tốt với mình á, giống như là hành hạ, là chửi, danh cũng có đánh mà cũng lâu lâu đánh mà chửi không à, suốt ngày chửi không à. Là trước đó cũng có lấy chổi đánh em, lấy chổi đánh em nữa. Dạ, lúc đó em mang bầu á, được 3-4 tháng vậy đó. Rồi lúc đó đánh rồi em có làm gì lại với mẹ chồng không? Dạ không. Đứng cho mẹ chồng đánh hả? Không, em đi nhà dì Út, kêu dì Út vậy đó. À. Rồi xong điện cho chồng về. Rồi chồng về, chồng có nói gì với mẹ không? Chồng có hỏi mẹ, thì mẹ nói mẹ không có đánh. Nhưng mà lúc đó thì em cũng có ghi âm hết rồi. Ừ. Tại em hồi trước đâu có ghi âm đâu, nhưng mà ở gần người ta nói là mẹ chồng quanh vậy, mình ghi âm cho chồng nó nghe, về chồng nó nghe. Rồi xong em mở cho chồng nghe, thì chồng nghe xong kêu mẹ qua nói chuyện. Rồi mẹ nói là không phải giọng của mẹ, nói là giọng kiểu mà ghép giọng á, nói em là giả tạo ghép giọng của mẹ. Dạ. Chồng vô, nhưng mà chồng cũng không tin. À. Tại giọng của mẹ thật mà. Không mất. Rốt cuộc là người chồng vẫn thương em nhưng vì quá hiếu thảo ha. Dạ đúng rồi. Sao rồi có bà già chồng sao kỳ đó. Rồi lúc đó cái câu chuyện này thấy nó rất là vô lý đúng không anh? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà lúc đó thì chồng em cũng ở nhà với em, nhưng mà mẹ chồng lúc nói chuyện thì giống như là kêu ra nói chuyện, cũng có người lớn, có dì Út với bà ngoại gì đồ đó. Rồi xong nó kiểu mà tự mẹ chồng tự ái gì đi nhà trọ ở, ý là đi nhà trọ ở một thời gian. Rồi xong đó em ở với chồng đi làm, em ở nhà lúc đó mang bầu á, ở nhà coi con, coi đứa lớn, coi xong rồi xong đó lúc đó thì có Tết đó mẹ. Ảnh kêu em xuống kiểu mà mang bầu hay đau bụng. Ảnh xuống nói là ở đây không có ai coi, coi chừng là hay là em về quê đi ở. Về quê đi mấy bữa nữa ảnh xuống. Ý là tới Tết tháng 3 là ảnh xuống. Ảnh xuống rồi tới lúc đó là em có xuống đây ở xong mất liên lạc luôn. Tháng đầu có gửi tiền. Tháng đầu, tháng thứ 2, tháng thứ 3 có gửi tiền mà tới lúc sau mất tích luôn. Vậy là hiện tại bây giờ là không còn liên lạc nữa. Dạ, mất tích đó lúc đó thì không có kiểu mà không có nhỏ kia gọi điện, nhỏ này gọi điện xong á. Rồi xong cũng có cặp với cái chị kia mà chị kia kiểu mà biết em đang mang bầu. Ừ. Với có đứa con nữa. Chị cũng có hiểu hoàn cảnh em nữa. Phụ nữ hiểu nhau á, xong chị ấy kiểu mà chia tay. Chia tay xong ảnh buồn quá, anh cặp với bà kia nữa. Có nghĩa là cái người vợ của ông chồng là dạ. Biết em, xong rồi người ta cũng hiểu rõ cái hoàn cảnh nên vậy người ta không có tiếp tục nữa. Dạ đúng ta rồi. Chia tay. Dạ. Rồi bây giờ anh chồng là lấy một người khác rồi. Dạ. Là em biết rõ cái người vợ hiện tại của anh chồng không? Dạ biết. Biết nhưng mà chỉ là qua Zalo, Facebook thôi. Ừ. Còn trực tiếp thì không có biết. Là cái người kia là ở đâu em? Là hình như nghe nói là ở trên Bình Dương luôn á. Bình Dương ha. Dạ. Nói chung là người dù ta tiếng có điều kiện hơn em hả? Dạ có điều kiện nhưng mà còn chồng bị tai biến. Ừ. Ồ vậy là chồng em cặp với người đó còn chồng luôn hả? Dạ. Trời ơi. Sao biết hay vậy trời? Tại bên kia nói, bên ở gần người ta nói cho em biết á. À. Bên trời. Rồi cái ông chồng bên người đó người ta biết không? Biết. Cái ông chồng bị tai biến. À ông không? Chồng hả? Em thì em không biết. Ông chồng bị tai biến thì em không có biết. Chuyện tình này nó hơi sầu mà ha. Con cháu người ta chắc biết á.
Vậy là hiện tại giống như là chồng của em là nếu mà xin mời tiếp. Có về sống chung với người kia không? Hình như có sống chung gì em thấy đăng lên thôi ạ. Đăng có nói chuyện chung ấy. Đó giờ mình nói nghe luôn anh thấy. Ok. Xin mời tao. Rồi cái sự việc mà chồng em bây giờ lấy vợ khác nhưng mà cái người vợ đó vẫn còn chồng nữa là em chỉ nghe nói hay là sao anh biết? Em chỉ không nghe nói rồi thấy quay trực tiếp lên đăng lên luôn á. Là bên ở gần gần chồng giống như là anh em hay là bạn bè cũng nói cho em biết hết à. Kiểu mà chồng nói gọi điện rồi chồng em mới cặp bà kia mà em thấy Zalo của anh cũng có số điện thoại. Mẹ. Ý. Tôi bắt thôi cơ. Đó. Cũng có số điện thoại rồi kiểu mà mình vô tò mò chút á. Rồi cũng có thấy đăng hình lên. Rồi từ lúc em chia tay chồng em ôm hai đứa con rồi tự về quê mẹ sinh sống hả? Dạ lúc đó em mang bầu. Ừ, là tới nay là mang bầu đứa bé hiện tại bây giờ là mà bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi rồi. 3 năm rồi. Dạ. 3 năm chia tay chồng tới giờ. Dạ. 3 năm gì rồi. Rồi có khi nào mà đó giờ đi bán vé số có anh nào ghẹo em không? Dạ cũng có. Là người ta nói sao? Dạ cũng có ghẹo nhưng mà không biết người ta có thật lòng hay là người ta chọc chơi gì không biết nữa. Tại mình bỏ qua cái chuyện đó. Ghẹo rồi. Thì ghẹo đi mà mình cứ bán vé số. Rồi có bao giờ em nghĩ là em sẽ đi thêm bước nữa không? Đi thêm bước nữa thì em không sợ nhưng mà em chỉ sợ là hành hạ hai đứa con mình thôi. Không, mà ví dụ như lỡ đi kiếm một cái anh nào đó người ta thương hai đứa nhỏ thật á. Thì anh nghĩ mình cũng nên mở lòng ra. Dạ sợ người ta hành hạ không? Đánh con mình. Người ta chê mình nghèo nữa, người ta bỏ mình nữa. Em bây giờ anh Hoa Đèn nè, ngoài công việc bán vé số, ví dụ công việc chăn nuôi, đồng cụa, trồng trọt rồi là kia em giỏi không? Dạ hồi trước em cũng có nuôi gà mà nó cũng bán được một mớ nhưng mà cũng mất chết một mớ. Nói chung là em cũng biết làm vườn làm nông này kia ha. Dạ. Tại sao có một con dâu giỏi như thế này mà bà già chồng sao che ác gì tự nhiên bắt chia tay gả cho người khác. Tụi bà đấy. Anh kia nói. Anh kia nói. Nó úi. Bắt tôi kìa. Từ lúc tới giờ bà già chồng có gọi điện về hỏi thăm mấy đứa cháu không? Dạ không luôn. Chồng thì không có gọi điện luôn. Hồi lúc đó cũng có gọi điện lần nhưng mà ý là kiểu mà xin tha thứ á. Ý là hồi trước đó là sanh đứa này cũng được khoảng một tháng. Là gọi điện về xin kiểu mà tha thứ cho ảnh một lần rồi có cơ hội thì anh bù đắp lại á. Nhưng mà em thì cho một lần rồi nhưng mà ảnh hứa về nói không có về. Xin tha thứ để quay lại hả? Dạ. Rồi ví dụ như bên anh chồng mà muốn quay lại thì em nghĩ sao? Em nghĩ cho rồi. Bây giờ là không có quay luôn ha? Dạ. Tại em cho cơ hội một hai lần rồi anh không có về thì em không có cho nữa. Bây giờ có tại quay em... là quay theo hướng khác. Dạ. Hử? Quay theo hướng khác là kiếm người khác. Thế được rồi. Rồi em mấy cái... đứa nhỏ nha. Tôi đang tự ôi uống bắt mà đó. Ăn cơm nãy giờ thấy toàn ăn cơm không có đoạn hả? Không có cà chua. Cà chua. Canh chua hả? Canh chua. Trời ơi. Không. Canh chua nấu với gì? Với cá. Cái đâu có thấy cá đâu. Từ từ ăn canh chua xong ăn cá xong. Mà mấy đứa nhỏ cũng dễ nuôi nè. Cho gì cũng ăn ngon lắm. Dễ nuôi. Nó ngoan lắm. Mà nó hay bệnh suốt à. Bệnh. Bán mấy số đủ lo hai đứa con không? Nó cũng tạm thời à. Mà cũng có thiếu nợ vài triệu vậy đó. Ừ. Giống như tiền mua gạo, mua đồ á. Rồi em với chồng em không có sống chung vậy rồi em có cái lòng trách ẩn gì đó với bà già chồng không? Với là hận hả? Ừ, có ghét bỏ gì bà không? Ôi, giờ hồi trước hận nhưng mà hết rồi. Giờ có chịu tha thứ cho bà không? Không có tha thứ nhưng mà kiểu mà mình không có duyên với người ta, mình người ta muốn bỏ mình thì mình tự sống thôi. Hết duyên hết nợ rồi. Dạ. Ôi, tôi quay mẹ là Yên. Cái lúc mà như mẹ chồng em á mà nói cái lời nặng lời nhất là lúc đó nói em gì Hương? Dạ cũng có chửi cha mẹ em á. Trời ơi, ông bà xui mà cũng động tới luôn hả? Nói sao em? Chửi.
chửi đủ má mày với đồ cô hồn gắt đạn gì, quỷ đồ thai gì á, em cũng không có đành mấy cái đó. Chửi như vậy là lúc đó là thật sự nha, anh hỏi cái này hơi tế nhị xíu, mà tại sao mà cái thời điểm đó mà như đã chịu về đây cưới rồi đúng không, mà cuối cùng rồi cái là thấy hoàn cảnh em nghèo, lúc đó là người ta biết hoàn cảnh của em không? Dạ hồi trước đó thì cũng có nói nghèo mà kiểu mà người ta chưa có thấy thực tế, người ta chưa có xuống nên người ta tưởng anh nghèo, nghèo cũng khá khá một chút. Ê, xuống đây cũng nghèo, hồi trước đâu phải nhà tường nhà đâu, hồi nhà lá không à. Tại bên mẹ em, hồi trước đó em ở chung với mẹ, là nhà nước mới cho cất nhà, mới xây nhà tường vậy nè. Hồi trước nhà lá thôi, nhà nghèo lắm. Nói chung là hồi xưa bên gia đình chồng tưởng nghèo, giống như nghèo mà chưa đã nổ rớt một tơi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà về tận nhà thấy là một tơi đã rớt rồi. Dạ. Nói chung hồi xưa là nhà em mà khó hơn bây giờ nữa phải không? Nhà bên mẹ đó hồi xưa là nhà lá sụp sệ hơn nữa hả? Dạ đúng rồi. Và cái cấp mà khi mà đã phát hiện được cái nhà em như vậy là bên thái độ bên gia đình, bên mẹ chồng á, người ta dạ. thái độ quay mặt chăm dạ chồng thì không có sao. Nhưng mà mẹ chồng thì thái độ khác nhau. Rồi trong khoảng thời gian đó là mẹ chồng khi mà sống chung, người ta có những cái giống như là hằn học, những cái thái độ khó chịu đối với mình đó. Dạ cũng có. Đó mới bắt đầu yêu nhau thôi nên nó cũng có chút chút. Cái lúc mà em đi là do bên mẹ chồng đuổi thẳng hay là người ta đuổi mấy mé để cho em đi? Không, hồi lúc đó là đuổi thẳng, mẹ chồng đuổi thẳng nhưng mà chồng không bao giờ đuổi. Mẹ chồng lên tiếng ha? Dạ đúng rồi, mẹ chồng lên. Chủ yếu là mẹ chồng thấy dạ, đúng, em mẹ chồng lên em làm con dâu. Dạ. Ý là kiếm mọi thứ là để đuổi mình á. Cái cấp mẹ chồng đuổi như thế nào em có thể diễn tả là được không? Dạ hồi trước đó thì em ở nhà giống như là ý mày về nhà mày đi, tao cưới vợ khác cho thằng Thanh vậy đó. Cứ nói vậy hoài chứ kiếm chuyện không à, ăn mì tôm giống như ăn cơm gì khó lắm. Phải xin. Nói thẳng là về nhà mẹ đi. Rồi để tôi gả thằng khác cho. Đúng rồi. Gả thằng khác cho con của mẹ. Mẹ chồng. Cái cấp đó em có buồn không? Nó cũng có buồn chút chút nhưng mà nhờ chồng của nó có thương nhưng mà chửi mỗi ngày không có chịu nổi. Chồng không có quyết định được hả? Tại không biết nữa, chồng hiếu thảo với mẹ. Chứ anh hỏi thiệt chứ giờ mà còn nhớ chồng em không? Cũng có lâu lâu nhớ nhưng mà lâu lâu là để còn nhớ chồng hả? Thôi nhớ nhưng mà người ta có vợ khác rồi. Cũng có máu mủ với hai đứa con mình, sao mà mình không nhớ được. Hồi đó anh chồng tỏ tình sao? Hồi đó là quen nhau, lúc đó đi làm ở bên Thủ Dầu Một á. Rồi lên trên đó rồi xong rồi rốt cuộc cái là anh chồng quen được anh chồng mới dẫn về nhà. Dạ. Về nhà. Dẫn ra mắt mẹ. Mà mới đầu thì mẹ chồng được lắm mà sau này mẹ chồng mới lòi cái tính xấu như vậy. Dạ đúng rồi. Hồi trước hiền lắm giờ dữ. Rồi bây giờ nếu mà cảm giác như của em nghĩ hay bây giờ nếu mà có ai đó tới đây để mà tìm hiểu và mong muốn là đến với em thì em sẽ nghĩ sao? Dạ. Em cũng không biết nữa. Nghiêm túc quá, ví dụ người ta nghiêm túc thiệt luôn á. Ta thấy hoàn cảnh em hiện ở giờ một mình nuôi hai đứa con nhưng mà người ta vẫn có cái tình cảm, người ta vẫn thương em mà biết đâu được, em vẫn còn trẻ mà. Ta lo hai bé tiếp mà. Lo hay là vánh em cũng. Lo em bị tâm lý rồi đúng không? Em bị sợ là sợ vấn đề. Hồi xưa là mình bị cái chuyện gia đình dạ. một thời gian rồi giờ cũng tâm lý mình cũng đã sợ rồi. Dạ. Con ruột của nó không thương nữa. Đó, giống như giờ em đã bị tâm lý rồi, cái kiểu của em là mong muốn nếu mà có ai thương em thì chấp nhận hai đứa con mà đàng hoàng hiền từ thì em còn suy nghĩ lại đúng không? Dạ được. Còn mà quen mà cái kiểu mà dạng qua đường chỉ lợi dụng xác thịt đó thì em dạ, không đồng ý ha. Dạ. Thật sự giờ cái cuộc sống bây giờ nó cũng rất là nhiều cái chuyện nó xảy ra mà dạ. như ngày hôm nay mấy anh đây tới thăm em á, là lúc trước anh có quay cái video của em dạ. thì lên thì đúng chưa, nói như là cũng được rất là nhiều quý khán giả ta quan tâm tới hoàn cảnh của ba mẹ con. Dạ. Ngày hôm nay anh với lại mấy anh em xuống đây quay lại là chủ yếu thăm em rồi để lại kể lại cái câu chuyện này cho quý khán giả xem để người ta hiểu hơn cái cuộc sống của em hiện tại bây giờ. Dạ. Như bây giờ em bán với số ngày em bán được nhiều? Dạ em bán thì tầm 150-200 thôi. 200 ngày thứ bảy thì em lấy 200 tại không được thứ bảy được trả, còn ngày bình thường không được trả. À là chỉ trả được cái ngày thứ bảy thôi. Dạ.
150, 200 nó như là sống chắc đủ sống rồi, chứ dư cô ăn cô để chứ không có rồi. Dạ. Thì đủ mua thịt, mua rau, mua gạo, gì đồ đó. Anh hỏi thiệt là nếu mà lỡ như ví dụ giờ có ai đó mà tới đây tìm em mà người ta muốn làm quen với em đó, cái điều kiện người ta làm sao em nói anh nghe coi. Không thì điều kiện thì mình không có, kiểu giống như mình không có ham tiền á, miễn là mình lo được hai đứa được rồi. Yêu thương hai đứa nhỏ. Dạ. Mới đừng che nhà, đừng có che em nghèo được rồi. Em nói thật. Đó là em nói thật á chứ em không nói. Thật sự anh nghĩ là ở ngoài kia còn rất rất là nhiều những anh mà có lòng tốt tốt bụng đó anh Tâm ha. Nghĩ là bảo đảm là sẽ có những người tốt bụng là sẽ đùm bọc được ba mẹ con. Chứ anh thấy em giỏi mà, một mình bây giờ nuôi hai đứa con mà mấy năm trời như vậy, rồi nói chung là nó có hơi khó khăn chút thôi. Dạ. Nhưng mà mình vẫn tự lực gánh sinh được. Dạ, hồi từ lúc đầu thì hơi khó khăn chút mà giờ cũng đỡ chút. Tại mình bán cái số được á. Ừ. Hồi trước thì lúc đó thì em đang mang bầu ở cử, đâu có tiền đâu. Giờ cũng tạm thời sống được. Nói chung là mình trải qua được cái giai đoạn khó khăn tạm thời rồi. Dạ. Giờ là mình đang chuẩn bị phấn đấu để vì tương lai cho mấy đứa con thôi. Dạ. Và nếu như là giờ có cái anh nào tới giờ Hương ơi giờ anh muốn làm quen với em thì mình sẽ suy nghĩ lại hay sao? Ừ. Thiệt á? Không, cái đó thì mình tìm hiểu từ từ đi. Đúng rồi, cái đó mình tìm hiểu từ từ. Mà cũng phải mở lòng chứ, đúng không? Nếu như mình khép kín là đâu được. Mở lòng là mở gì? Có nghĩa là mở lòng, có nghĩa là mình chịu, mình tìm hiểu với người ta, coi cơ hợp không? Tiếng Việt không gành. Mở lòng không biết mở lòng là sao luôn. Có nghĩa hiểu không? Mở lòng là cái gì? Người chết. Đó giống như là mình phải giống như là cho người ta một cơ hội để mà người ta tiếp đón mình. Đừng có nhảy. Nói chung hai bé này cũng thật thà ha. Rồi đó giờ đi bán vé số rồi mấy anh kia anh ghẹo làm sao? Thấy đâu nhắn tin là gì không ghẻ tao lừa hết à ghẻ nhưng mà thấy không được tại thấy ở đây gần gần đây kiểu mà biết biết gì tính tình người ta à. Mình không là giống như là mình cũng không chấp nhận giống giống như người đó ăn chơi vậy đó. Ừ. Mình không chấp nhận chung bé này ai mà cưới con bé này về làm dâu là giỏi lắm à giỏi không biết nấu cơm nút rồi phải không biết cơm nước rồi biết gành hết rồi phải không biết. Ừ. Giờ anh có cái anh này mà anh con nhà giàu. Ừ. Nhưng mà anh hơi khờ em chịu không? Không nhưng mà cái đó ý cái gì chịu không anh khờ nhưng mà nhà anh giàu chịu không? Không hơi hả hơi khờ. Hơi không sao vậy không khờ mình bánh con mình đó không có đâu, không có chuyện đó xảy ra thôi mà khờ hiền thôi đây hiền khô à hiền mà tới lên cơn rồi muốn không khờ chứ phải khờ chứ đâu phải bị khùng đâu mà sợ thôi mấy cái người khờ vậy người ta còn thương yêu mình dữ hơn là mấy người bình thường nữa thiệt không tại vì khi mà có ai thương người mấy người khờ rồi người khờ ta sẽ chấp nhận không nhớ lại nè nếu mà em lấy chồng chịu thương hai đứa con này nè thì nhưng mà phải ở đây hen em ở đây hả à? Ở nhà này hen ủa chứ không về bên nhà chồng hả không sợ lắm mà sợ sợ người ta ăn hiếp nói chung là bị tâm lý lúc đầu anh. Ừ. Cái lúc đầu trải qua cái câu chuyện đó rồi cái giống như mình bị ảnh hưởng không dạ. Rồi thí dụ như bây giờ em nếu mà em nói là em sợ về nhà chồng là có mẹ chồng rồi đúng không ừ. Thí dụ như người chồng đó ở một mình có nhà riêng rồi sao đúng rồi có nhà riêng không có ở gần cha mẹ bên chồng giống như là không có làm dâu á ừ. Đúng không vậy thì được đúng không giống như có nhà riêng được nhưng mà phải tìm hiểu đúng rồi phải đây. Tìm hiểu chứ không nhất thiết là phải ở đây nếu như ở ừ. Đây thì cũng tội cho anh chồng ừ. Nó là thương rồi đi xong nó quanh mình nữa ừ. Mất công á bây giờ cái anh khờ hồi nãy nhà giàu không chịu mà bây giờ chịu cái anh siêng năng thương người hiền lành mà cũng không khá giả thì em ừ. Thấy sao cũng không khá giả hả ừ. Giống như cũng ngang em vậy đó nói chung thì ai nhà cũng có lá nhà trên lá nhưng mà ai người ta chí thú làm ăn dạ được cái đó là được á ừ. Nhưng mà đừng quánh con em ha quánh con em lấy búa mà này nói chung là thương con đúng không dạ không mà thiệt Hương thì nó thương con cái nào mà quánh con em là em không có thương lại đâu bé Hương hả Hương tên Hương 25 tuổi 26 thôi mà lại nó mà giống như nó không có nghĩ về vật chất nhiều chủ yếu là thương con thôi hai đứa nhỏ thôi ừ.
mà giờ thật sự thì kiếm được một cái người mà người ta biết cho lo cho gia đình, lo cho con cái thì nó cũng hơi khó đó, anh Tâm không? Đúng rồi. Với lại một phần nữa anh ta cũng vừa thì cũng trải qua được mà một phần đo rồi, ta cũng sợ. Lớn, đúng không? Em có yêu cầu về cái độ tuổi không? Lớn tuổi hay sao không? Có, em có yêu cầu gì không? Độ tuổi thì đừng có giàu quá người ta nói mình á. Nói chung mình rơi vào tầm khoảng bao nhiêu là được? Trong tầm khoảng 35 trở xuống cũng được. 35 trở xuống, hợp lý rồi đó. 35 trở xuống, tại chồng em cũng hồi trước đó cũng 30 á. Năm 90 giờ cũng ba mấy tuổi rồi. Chứ đừng có 40-50 thì người ta nói mình ha, nó nói mình nó nói mình bằng ông nội. Ông nội. Giờ ví dụ đi, ví dụ có cái ông đó, ông rất là giàu có đi. Ví dụ như 50-60 tuổi mà tao thương thật lòng luôn, em nhỏ luôn. Dẹp đi. Dẹp luôn hả? Sao vậy? Không. Tại sao? Không đâu, người ta nói mình y chồng gì? Gà ý, trâu già gà không có non vậy đó. Mà người ta nói ông kia thôi chứ đâu phải nói em đâu mà em sợ. Thôi, không mình mà... cũng mắc cỡ chứ bộ. Mắc cỡ cái chuyện gì, có gì đâu mắc cỡ. Trâu già nhưng mà răng cổ còn đầy đủ chứ không đến nỗi mà cũng răng. Đi nhắc răng vô. Khi không, nhiều khi gắn răng giả cũng chứ. Ôi thôi rồi, cái nhà hiện tại giờ về ở rồi, bữa trước mưa sao hơn? Mưa nó cũng có giọt, tại giờ nó cũng hồi trước thì nó ít giọt, bây giờ nó giọt vô nè. Nó thật sự chứ nó mục hết rồi kìa. Mục hết rồi hả? Mục cái chân, cái chân á. Ở dưới là nó mục hết á. Cái này chắc một cơn gió lốc nữa thôi là chắc cũng đi hết quá không? Nhà ở đây không nhà có gió. Nhà ngày xưa là mình tự cất hay sao? Dạ, hồi đó thì có cha, ông nội dùng cất. Nhưng mà tiền thì tiền mình góp chút á. Giống như bà nội phụ. Giờ mà có cái anh nào đó anh xuống nói Hương ơi, giờ anh thương em quá, anh giờ anh muốn sửa lại cái nhà cũng được quá. Được, cũng được. Được hả? Rồi là chị làm vợ luôn ha. Chứ sao? Chứ giờ ta sửa nhà, sửa cửa lại thì bắt buộc là người ta phải có cái làm vợ người ta mới làm cho, chứ giờ sao giờ? À, làm nhà xong rồi bánh bình, muốn quánh thì quánh hả? Em đừng có nghĩ tới chuyện đó, thì nói chung là... Đừng chuyện có... hồi xưa hoài. Có lúc là nhiều khi cái chuyện nó đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi, chứ giờ mà em cứ để cái câu chuyện đó mà cứ ám ảnh vô trong cái tâm trí em hoài thì sao được, đúng không? Dạ. Em còn nhỏ tuổi rồi, rốt cuộc thì còn nhỏ tuổi nữa, em lo gì chuyện đó. Đòn thực khó. Sao vậy? Dạ con. Nè con trai nè, bây giờ mẹ đi lấy chồng con có chịu không? Ôi. Ôi dồi. Cho dọc kẹo. Dọc kẹo. Cái gì vậy? Kẹo. Chàng xua xinh, xua xinh. Dọc đi ôi ha. Dọc đi ôi ha. Lấy kẹo, đợi chút cái tắt chút. Đợi kẹo hả? Rồi lấy kẹo cho nó ăn đi. Tắt của em cơm xong mà nhắn tin không trả lời hết. Trời nãy anh mắc bận quay á. Chưa ăn cơm. Để về tối anh Trường anh mới ra ăn. Chứ giờ anh ngại. Tối anh qua. Mình xí kẹo tí. Trời ơi, tự nhiên này đi nấu cơm khùng. Đây một cái. Được chưa? Đi nước quay đời. Trời không sao đâu. Chút xíu. Đây một cái mà. Từ từ. Kẹo ok. Cho nó kia ba nó. Chụp bài con nó. À mà. Mà. À. Cảm ơn. Thằng. Cảm. Mất bọt. Chè bọt ha. Chè bọt ha. Hằng ngày với mấy đứa này là ăn uống là cứ như vậy đó em. Dạ, cái này tại có khách em sợ nó dành á. Không, ý là vấn đề là ý là ăn uống nhà là cứ em đi bán rồi chở hai đứa theo. Dạ, phước tô hai mẹ con, ba mẹ con là ăn à. À. Chứ không có vợ. Là hằng ngày đi bán như vậy rồi em chở hai đứa nhỏ đi luôn. Không, hồi trước thì có chở nhưng giờ nó đi học rồi. Cho đi học. Thì giống như là đi mình học đó. Bây giờ là lên trên trường là nó học tới trưa em về em rước. Học 10 giờ là ra. À. Ra xong đó 2 giờ đi nữa, đi học nữa. Ồ, vậy tính ra cực quá, phải chi phải có người ở nhà giữ con giữ bán rồi cũng vậy. Dạ. Ừ. Mình lấy số ít lại, mình rước con đó, với nấu đồ ăn. Ê ôi ôn ôi ôn ôi ôn nó mua. Ha mấy tốt. Đi nấp kia bánh. À, giờ có anh nào mà thấy được video của bé Hương nè mà muốn làm quen với em Hương thì mấy anh coi nhắm lo được cho ba mẹ con hay không nữa không?
Em hỏi thiệt nha, chứ đó giờ như thí dụ như mà lúc mà chồng em đi á, em có khi nào em nghĩ tới là em muốn tìm chồng em về không? Tìm chồng về hả? Ừ, có, dạ có muốn kêu chồng em về ở lại không? Dạ không. Là lúc đó là đi là nó đi luôn là không, cho đi luôn lúc, à? Lúc đó thì tìm, nếu mà tìm chồng thì em lên trên Bình Dương rồi, em biết nhà mà. Ừ. Tại người ta không thương mình nó đi tìm người ta làm gì nữa. Phải không? Đúng rồi. Người ta đã có vợ khác rồi, kiếm người ta làm gì nữa. Ừ. Chứ lại lúc đó mình sanh đẻ, lúc mình đau á, mình điện đâu có được đâu. Ừ. Mình điện thì đâu có bắt máy đâu, mình chặn cuộc gọi em hết rồi. Cái thời điểm đó là người ta tự chặn mình hết. Dạ. Lúc đó mình đau, có mình em tự đi với bà nội à, chứ có ai đâu. Trời, lúc mà anh không ngờ khi mà sinh em bé một mình, một thân, một người. Dạ. Lúc đó rồi ăn uống sao ai lo? Ăn uống thì lúc đó thì bà nội đi theo. À. Đi theo chăm sóc. Mà ăn uống thì lúc đó sanh thường thôi, em lên ăn được. Em lên. Em cũng đi sanh dẫn đứa này đi nè. À. Rồi cái thời điểm mà mình đi bán giấy số á, là tới ngày hôm nay luôn, là cứ bán giấy số thôi, còn ngoài ra mình không có làm công việc gì khác. Dạ, hồi trước có nuôi gà nhưng mà gà em nuôi không có ổn á, nó hay chết hoài à. Ừ. Nên tạm thời dời gà lại. Rồi nguyên ngày nay em bán hết chưa? Dạ bán hết rồi. Thường ngày anh thấy em bán là có đăng lên trên Facebook bán nữa đúng không? Dạ đúng rồi, Facebook với Zalo. Bán giấy số mà bán online hả? Bán online. Dạ, luôn á. Bán gì đó. Giống như là còn nhiều tờ bạn đăng lên ai mua. Dạ. Bây giờ đăng lên có ai mua không? Dạ có. Vậy hả? Dạ. Mai mốt người ta vừa bán, người ta vừa live stream luôn. bán vừa live stream luôn. Vậy nếu mà mình bán online vậy là sao ta, ta mua rồi? Chuyển khoản. Có số tài khoản. Còn cái tờ vé. Giữ lại. Giữ lại. Giống như là bán cho anh phải không? Thì thôi nó sẽ giữ được cái số đó. Đó, giờ chiều chúng thì nó đã cam đoan là nó giữ giấy số mà. Dạ. Nếu mà trúng thì sẽ đưa lại, còn không đưa là coi như mất tờ giấy số. Vô. Mất 10 ngàn. Nhà nước á. Hả? Người ta vô tù. Sao vô tù? Ý là giấy số của nhà nước mà người ta kiện được á. Sao kiện, giờ mua rồi, giờ nói anh mua cho tôi biết. Hả? Tôi không biết tắt. Tắt anh á. Tắt anh. Thì giờ... nó thật sự thì nãy giờ bên anh Tâm thì có cái anh này, anh cũng muốn kết nối với em để em nói chuyện thử coi làm sao. Coi là nếu mà hợp tình hợp lý không thì cho nhau cơ hội thử được không? Mà em đâu có biết ghẹo đâu. Không, người ta điện người ta nói chuyện với em thôi. Nói chuyện thì... thôi. Chỉ nói chuyện trao đổi từ nhỏ thôi. Thì hai đứa con đi chơi đi cho mẹ nói chuyện nè. À. Hai con cho mẹ đi tiễn chồng nè. Vô. Cái đây nè con. Cái đây chơi. Đây. Tớ đợi liền nha chung, kỳ cận liền nha chung. Nè. Nó không nói muốn lấy chồng, không cho mẹ lấy chồng rồi nó không có đi. Dành trẻ cái gì hả? Ra cho coi. Đừng có la quá quầy, người ta khán giả không có nghe. Cùng sách đấy. Phát mặt đó. Giờ mấy đứa này học rồi tập sách rồi đầy đủ hết chưa? Mẫu giáo đâu có cần gặp sách đâu. Lớp 1 mới cần. Tên. Đây là người mẹ đơn thân, hiện tại giờ bán giấy số để nuôi hai con của chú anh chị. Thì nói chung là qua cái câu chuyện á, thì mình Trường với là anh Tâm rồi á, là cũng muốn kết nối qua cho đó tên gì quên tiêu anh? Nha mà chủ chạy trang chạy dê mà ở dưới bên Sóc Trăng á. Thì điện lúc đó là điện cho Trường với anh Tâm là rồi muốn có vợ, thì anh em thì cũng giống như đi đây đi đó quay rồi biết cái hoàn cảnh của em Hương, thì muốn kết nối qua cho hai người làm quen. Nhưng mà qua cách nói chuyện của Nha thì giống như kiểu là Nha không chịu, Nha không đồng ý. Thì thôi, thì nếu mà có anh nào mà muốn thương tình, muốn cảm thấy mà giống như là muốn lo được cái cuộc sống cho hai mẹ con em Hương, hoặc là muốn giúp đỡ cho em Hương thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Hương, đúng không? Giống như là giờ có một cái gì đó thì mở lòng với nhau ra, thì để hai người tâm sự, để trò chuyện, để như thí dụ như tiến xa hơn nữa thì cho tụi anh hay. Từ nay thì tụi anh xuống đây để kết nối qua một cái sự việc như vậy thôi, thì biết rằng là em đang có cái cuộc sống em đang bấp bênh như vậy. Dạ. Chứ giờ nếu anh hỏi thiệt là nhiều khi em có nghĩ nếu mà lỡ như có người nào thương mình rồi mà có thể chấp nhận về đây ở với em mà lấy lo cho hai con của em thì dù người đó nó như thế nào? Tôi nhỏ. Cái vấn đề giống như là bây giờ có ai đó xuống đây mà thương yêu em mà nói là chấp nhận ở đây với em thì vợ mà giống như vừa đi làm vừa lo hai cho hai con em luôn là em cái người đó phải làm sao? Em nghĩ người đó người ta cần cái người phải như thế nào á?
Người ta không kiểu mà lăng nhăng vậy đó. Lăng nhăng với hành hạ con mình. Tôi cần canh tôi dục kẹo. Tôi cần tôi dục kẹo. Chờ xíu đi con. Tôi cần tôi dục kẹo. Lấy ghế đây kẹo hả? Hả? Nè. Lấy ghế đi. Rồi cảm ơn mấy anh đã xuống đây giúp đỡ cho em, là em cảm ơn mấy anh nhiều lắm rồi. Còn nếu mà ai mà như trên khán giả mà ai có thương tình mà mong muốn trợ duyên để giúp đỡ cái vấn đề như là sau này như là muốn sửa cái gì trong nhà em á, thì lúc đó thì đó là tùy ý của Mạnh Thường Quân, ai thương thì người ta giúp đỡ ha, chứ mình không có đòi hỏi, mình cũng không có xin xỏ ai cả ha. Dạ đúng rồi. Này là giống như tụi anh đăng lên thì để giống như có một cái câu chuyện đó muốn truyền tải tới cho tất cả mọi người biết. Dạ. Là em từng trải qua những cái giai đoạn khó khăn trong cái cuộc sống và trải qua những cái giai đoạn gọi là bế tắc như thế này nè. Dạ. Thì cũng một mình vươn lên. Và trong đó thì cũng có mong muốn là nếu mà có ai mà muốn kết nối với em để qua cái chuyện tình duyên thì lúc đó sẽ tự động kết nối ha. Dạ. Rồi ok em, rồi vậy đi thì thôi em nghỉ ngơi rồi chiều còn chở con đi bán lấy giấy số nữa. Dạ. Rồi tụi anh cũng xin kết thúc video đây, thì nếu mà mong thì tất cả mọi người ai thương thì cứ giúp đỡ thì cái gì thì được thì lúc đó thì tụi anh sẽ cho em hay. Dạ. Ha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn em đã nhín một ít thời gian ra để mà trò chuyện cùng với tụi anh nha. Dạ em cảm ơn.